Viên Vịnh Nghi liên tục 14 năm đăng bài tưởng nhớ Mai Diễm Phương, Mai Khải Minh mở họp báo tiếp tục gây rối. Ngày 10 tháng 10 là ngày sinh nhật của nữ hoàng nhạc pop quá cố Mai Diễm Phương. Viên Vịnh Nghi kể từ khi mở tài khoản Weibo đã liên tục 14 năm đăng bài viết tưởng nhớ cô, với dòng chữ ngắn gọn, chúc mừng sinh nhật. Dù chỉ là một câu chúc đơn giản, nhưng đã khiến nhiều người hâm mộ rơi nước mắt. Viên Vịnh Nghi và Mai Diễm Phương quen biết nhau vào năm 1996 khi hợp tác trong bộ phim Kim Chi Ngọc Diệp 2 và sau đó trở thành bạn thân. Là một tiền bối trong ngành giải trí, Mai Diễm Phương luôn chăm sóc Viên Vịnh Nghi cả trên sân khấu lẫn ngoài đời, tình cảm của họ gần gũi như chị em. Vì vậy Viên Vịnh Nghi thường gọi Mai Diễm Phương là A Chị. Viên Vịnh Nghi từng chia sẻ rằng thần tượng thời đi học của cô chính là Mai Diễm Phương. Cô thường nghe các bài hát của Mai. Thậm chí, trong buổi hòa nhạc của chồng cô, Trương Trí Lâm, lần đầu tiên Viên Vịnh Nghi lên sân khấu biểu diễn cũng là hát bài Mộng Bạn của Mai Diễm Phương. Điều này cho thấy tình cảm sâu đậm giữa họ. Phong cách sống và làm việc của Mai Diễm Phương đã ảnh hưởng rất lớn đến Viên Vịnh Nghi. Trong một chương trình ở Trung Quốc mang tên Bởi Vì Là Bạn, Viên Vịnh Nghi đã nhắc đến Mai Diễm Phương và nhận xét rằng thái độ công bằng khi đối xử với mọi người của Mai rất đáng để học hỏi. Cô nói, cô ấy đối xử rất công bằng với mọi người, không phải vì bạn là ông chủ mà cô ấy đối đãi thế này, hay bạn là nhân viên cấp dưới mà đối xử thế khác. Trong công việc, cô ấy luôn đối xử bình đẳng với tất cả mọi người. Vì vậy tôi nghĩ, nếu cô ấy có thể làm thế, thì tại sao chúng ta phải ra vẻ? Chúng ta nên học hỏi từ cô ấy. Ngược lại, anh trai của Mai Diễm Phương, Mai Khải Minh, gần đây thông báo sẽ cưới bạn gái người Thái Lan tên là Cha So Mây, May May, và dự định hôm nay sẽ tổ chức họp báo để công bố chi tiết về lễ cưới và tiệc chiêu đãi. Ông còn tuyên bố sẽ treo thưởng tìm mẹ của mình, thậm chí lập đường dây nóng kêu gọi người dân khắp Hồng Kông giúp tìm mẹ, khiến nhiều người cảm thấy chán ghét trước hành động của ông. Mã Tuấn Vĩ quyết tâm phá bỏ xu hướng chi giải tại lễ trao giải của Metro Radio. Kể từ khi đảm nhận vị trí giám đốc điều hành tại Metro Radio từ đầu năm nay, Mã Tuấn Vĩ không ngừng mang đến những sáng kiến mới cho đài. Mục tiêu mới nhất của ông là chuẩn bị cho lễ trao giải Metro Hit Award sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 12. Mã Tuấn Vĩ quyết tâm cải cách và phá bỏ truyền thống chia giải vốn có bằng cách khởi động một cuộc khảo sát trên các nền tảng xã hội. Là một người luôn quan tâm đến làng nhạc Hồng Kông, Mã Tuấn Vĩ đã tiến hành cuộc khảo sát trên nhiều nền tảng xã hội như Facebook, Instagram và Xiaogun với mục đích hiểu rõ hơn về sự yêu thích của công chúng đối với các ca sĩ Hồng Kông. Trong bài đăng, anh viết, chỉ là mình muốn làm một cuộc khảo sát cá nhân thôi. Nam và nữ ca sĩ Hồng Kông mà bạn yêu thích nhất là ai? Mỗi người chỉ chọn một ca sĩ nam và một ca sĩ nữ thôi nhé. Bình luận và chia sẻ với mình. Cảm ơn. Bài đăng ngay lập tức thu hút đông đảo người dùng mạng tham gia thảo luận, dựa trên các bình luận sôi nổi của người hâm mộ. Các ca sĩ thuộc nhiều thế hệ khác nhau đều có lượng người ủng hộ. Nhiều người nhắc đến những tên tuổi như Trương Quốc Vinh, Mai Diễm Phương, Lưu Đức Hoa, Quách Phú Thành, Trương Học Hữu, Trịnh Tú Văn, Vương Phi, Lý Khắc Cần, Trần Dịch Tấn, Trương Kính Hiên, Dương Thiên Hoa, Dung Tổ Nhi, Trần Tuệ Hiền và Lâm Ức Liên. Trong số các ca sĩ trẻ, Nghi Minh Hy nhận được nhiều sự ủng hộ nhất, cùng với Trương Thiên Phúc, Diêu Trước Phi, Tăng Bỉ Đạt và Cổ Nạo Văn từ chương trình Midday Red Good Voice 2 cũng nhận được không ít lời khen. La Lâm xuất hiện tại lễ kỷ niệm trường, nhan sắc trẻ trung đáng kinh ngạc, từng kết hôn với đại gia nhưng ly hôn vì bạo hành gia đình. La Lâm, cựu Hoa hậu châu Á năm nay 59 tuổi, luôn được mệnh danh là mỹ nữ không tuổi trong làng giải trí. Dù sắp bước sang tuổi 60, cô vẫn giữ gìn nhan sắc cực kỳ tốt, thời gian dường như không để lại dấu vết nào và tình trạng sức khỏe vẫn rất tuyệt vời. Gần đây, La Lâm đã trở về trường cũ là trường SCT Post Convent để tham gia lễ kỷ niệm và chia sẻ những bức ảnh chụp chung với bạn học, lễ kỷ niệm 170 năm trường SCT Post Convent. Rất vui khi gặp lại nhiều bạn bè trung học và màn biểu diễn bằng drone thật sự ấn tượng. Trong bức ảnh, La Lâm diện một chiếc váy ren đỏ, nổi bật với vẻ ngoài tươi tắn. Cô cũng chụp hình chung với nhiều bạn học cũ, bao gồm Hà Siêu Quỳnh và Lê Chỉ Sang. Trong đó, Hà Siêu Quỳnh mặc chiếc váy hoa màu đen, trang điểm kỹ lưỡng và thể hiện vẻ sang trọng. Cư dân mạng đã để lại nhiều lời khen ngợi cả hai đều giữ gìn nhan sắc rất tốt qua thời gian. La Lâm từng học tại trường SCT Post Convent và trước khi gia nhập làng giải trí, cô từng là tiếp viên hàng không. Năm 1991, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu châu Á và giành ngôi vị cao nhất. Năm 1996, sau khi kết hôn với doanh nhân Lưu Côn Minh, cô dần rút lui khỏi làng giải trí và sinh ba người con trai. Tuy nhiên,
Hai người đã ly hôn vào năm 2013 và La Lâm trở thành mẹ đơn thân, tự mình chăm sóc ba người con trai trong suốt nhiều năm. Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình của Đài Phát Thanh Hồng Kông mang tên cô, anh, nó, La Lâm đã chia sẻ về những nỗi đau thầm kín trong cuộc hôn nhân trước đây. Khi ly hôn với Lưu Công Minh, họ đã ra tòa do tranh chấp về tiền cấp dưỡng. Cô tiết lộ rằng gia đình chồng cũ từng nghi ngờ về quan hệ huyết thống của các con, buộc cô phải làm xét nghiệm ADN. Tôi không thích tranh cãi, thay vào đó tôi chọn cách dùng bằng chứng để chứng minh. Làm xét nghiệm ADN sẽ làm sáng tỏ mọi thứ và không cần phải khiến mọi người căng thẳng hay làm tổn thương tình cảm của nhau. Kết hôn không chỉ là chuyện của hai người mà còn là sự kết hợp của hai gia đình. Tôi có thể chịu đựng những lời đàm tiếu, nhưng tôi làm điều này vì không muốn ai xúc phạm cha mẹ mình, điều đó tôi không thể chấp nhận. Khi nhắc đến trải nghiệm lấy chồng đại gia, La Lâm cho biết mẹ cô đã chủ động đề nghị không nhận bất kỳ lễ vật nào trong ngày cưới, để tránh bị người đời cho rằng họ kết hôn vì tiền. Về việc ly hôn, La Lâm cho biết cô đã phải đấu tranh trong suốt 6 năm trước khi quyết định, chủ yếu là do không thể chịu đựng nổi sự xuất hiện của người thứ ba và bạo hành gia đình. La Lâm tiết lộ chồng cũ từng yêu cầu xét nghiệm ADN với con trai xa cách vì tin vào quỷ nhập. La Lâm, mỹ nhân không tuổi, gần đây đã chia sẻ về những đau khổ trong hôn nhân khi tham gia chương trình cô. Anh, nó của Đài Phát Thanh Hồng Kông. Cô và chồng cũ Lưu Công Minh có ba người con trai. Khi cả hai ly hôn vào năm 2013, sau 18 năm chung sống, họ đã phải ra tòa vì tranh chấp về tiền cấp dưỡng. La Lâm tiết lộ rằng gia đình chồng cũ từng nghi ngờ về mối quan hệ huyết thống của các con trai, buộc cô phải tiến hành xét nghiệm ADN. Tôi không thích tranh cãi. Thay vào đó tôi chọn cách dùng bằng chứng để chứng minh. Làm xét nghiệm ADN sẽ làm rõ mọi thứ, không cần phải khiến mọi người căng thẳng hay làm tổn thương tình cảm của nhau. Kết hôn không chỉ là chuyện của hai người mà còn là sự kết hợp của hai gia đình. Tôi có thể chịu đựng những lời đàm tiếu, nhưng tôi làm điều này vì không muốn ai xúc phạm cha mẹ mình, điều đó tôi không thể chấp nhận. Đây là lần đầu tiên La Lâm công khai chia sẻ về việc này. Cô giải thích rằng mình đã giữ kín trong suốt thời gian dài để tránh ảnh hưởng đến tuổi thơ của các con. Nói về cuộc hôn nhân với đại gia, cô nhớ lại rằng mẹ cô đã chủ động đề nghị không nhận bất kỳ lễ vật nào trong ngày cưới, để tránh bị người đời cho rằng họ kết hôn vì tiền. Khi quyết định ly hôn, La Lâm cho biết cô đã đấu tranh trong suốt 6 năm, chủ yếu là do không thể chịu đựng sự xuất hiện của người thứ ba và bạo hành gia đình. Ban đầu, mẹ cô không đồng ý với quyết định này, nhưng sau khi cha mẹ cô chuyển đến Thượng Hải sống cùng cô, họ mới thay đổi quan điểm. La Lâm cũng thừa nhận rằng cô từng phải dùng thuốc do vấn đề cảm xúc trong thời gian hôn nhân. Hai người con trai lớn sống cùng cha đã bị ảnh hưởng bởi những lời đồn quỷ nhập, gây ra sự xa cách với cô. 6 tháng sau, con trai lớn của tôi mang hành lý đến tìm tôi. Tôi cười hỏi liệu con có định chỉ ở lại một thời gian ngắn hay không, vì lúc đó tôi vẫn lo lắng rằng mình không thể chăm sóc được con.